Tao đã tỏ tình với nó rồi. Nhưng mà nó nói nó thích người khác rồi, nó thương người khác rồi. Em không theo đuổi anh nữa, em không chờ hoài cơn mơ. Hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đèn thỏ nghe rõ trả lời. Nghe rồi. Cái gì không nghe hả? Mày bị điên à? Alo Thỏ ơi, mến lên Thỏ ơi. Ủa nó đâu rồi ta? Tao nghe rồi. Alo. Cái con này. Trời ơi, mến lỗi rồi. Không nghe mình nói gì hết trơn á ta. Con mít mày gì trơn á. Con mít mày lỗi ơi. Con mít đi bạn ơi. Tao nói tiếng thôi, tao tự tử á. Alo, alo, bạn tự tử hả? Ok, bạn tự tử đi, không ai cứu bạn đâu. Hiểu kiểu gì? Ok, không nghe nữa nha mọi người. Ừ, cho tao bình yên. Mày đang ở đâu vậy? Gì? Mày đang ở đâu vậy? Ở nhà bà An tao đi. Tao biết, quản lý này, giờ này mày đi chưa về? Hôm qua mày mới vừa nhậu xong, tao chưa mét quản lý. Hôm qua mày nhậu xong rồi, mày có nhớ mày đã làm những gì không? Tất nhiên là mày sẽ không nhớ là mày làm những gì rồi, đúng có địch má ơi. Ôi, có địch. Tao bắn tao đi. Mày có cầm cái mồm mày đi không? Tao bắn một cái đứa cu ti dễ thương đẹp trai đi tao. Mới nhậu xong giờ muốn ói lên. Đó, tao mét nè, hôm qua mày nhậu. Mày quậy cô á bạc, mày quậy từ bên nhà cô Ngân cao bạc, mày quậy về đây, xong rồi bây giờ mày quậy nữa. Bây giờ mày nhậu rồi mày quậy nữa. Tao mét nè, tao điện mẹ mày tao mét nè. Đây. Mẹ mày bắn cao. Trời, mày nghĩ là mày bắn được tao à? Ghê. Bóng lông xiên này. Nope. Biết cái nhật đó. Biết về để cho nó bắn mày xong rồi mới ra. Ừ á, biết gì nãy để vậy đi. Cho đây chi, cái ép người ta. Ta bắn rụng cái nòng, lụm gớt xuống, lụm lên, bắn lại luôn á má. Ghê vậy má. Vậy đi bạn, ê, một hồi nữa mình mét quản lý bây giờ á. Bạn đi qua đêm, bạn đi nhậu, bạn hất tình xong bạn đi nhậu. Hất tình mà nhậu là sai rồi. Tao chưa nói là hôm qua mày nhậu, mày có nhớ là mày đã làm gì không? Làm gì vậy? Mày khóc từ quán nhậu về nhà cô, mày từ tầng 1 lên tới tầng 4. Oh hell no. Xong rồi mày khóc, rồi mày đi, mày nhém nữa, mày lọt cái thùng rác rồi. Oh my god. Anh Giang mặt lôi mày đầu mày ra rồi kè mày về nhà đó. Xong rồi mày về đây mày cũng không ngồi yên. Mày lết xuống dưới sảnh mày đòi ngủ ở dưới. Xong anh Giang cũng phải lôi đầu mày ngược trên đây mày mới lên vô phòng mày ngủ. Xong rồi mày cứ nghĩ, ôi tao nóng quá, tao bật máy lạnh. Ôi tự nhiên sao mày không tắt cái đèn đi. Trời ơi má. Gì? Lầy vãi lòng. Má nhìn tao như con điên vậy. Vậy mà tao còn phải thay đồ giùm mày. Tao phải cho mày mặc bộ đồ ung dịch nữa đó. Wow. Đẹp ghê. Má sáng ngủ dậy biết mặc đồ của ai nữa. Làm hết hồn. Hồi tối tao tưởng bị tao bị hiếp dâm. Really nigga. Mày có thấy đứa nào hiếp dâm mà nó mặc đồ cho mày không? Mà nó hiếp dâm mà nó mặc cái quần con dịch cho mày nữa. Không hiểu nổi. Trời ơi là trời. Má giờ mà tao mới biết luôn. Cảm giác yêu đơn phương nó khổ quá mẹ. Mệt mỏi quá mẹ. Yêu mà mình không dám nói ra. Nhưng khi nói ra rồi thì người ta cũng không đồng ý. Nên là mình tiếp tục yêu đơn phương và mình tiếp tục buồn. Tao đã tỏ tình với nó rồi. Nhưng mà nó nói nó thích người khác rồi. Nó thương người khác rồi. Em không theo đuổi anh nữa. Em không chờ hoài cơn mơ. La 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 la. Mày đừng có hát lên trên nó buồn của tao coi. Tao đang hát nhạc buồn để tao cổ vũ tâm trạng buồn của mày đấy. Thôi thôi thà mày đừng có hát, tao vẫn còn bình tĩnh lại. Mày hát lên trời ơi má. Thôi tha tao đi. Yêu ai để không phải khóc.
Tất nhiên là yêu gia đình, yêu xã hội, yêu đồng bào Việt Nam, yêu bản thân mình đời chứ yêu ai, yêu người ta làm gì để rồi người ta làm cho mình đau khổ. Tại sao mày không yêu người yêu mày mà mày lại yêu người mày yêu? Mày yêu nó chứ nó có yêu mày đâu. Mày tỏ tình nó, tại vì mày thương nó mày tỏ tình nó chứ nó đâu có thương mày đâu, nó nhất quyết phải đồng ý đúng không? Tất nhiên là vậy rồi. Ôi, tội nghiệp. Con bé mới biết yêu được người ta tỏ tình một hai câu cái xong rồi cái động lòng xong rồi bị người ta phụ bạc. Ừ, hay tao ngu vậy. Mày ngu ai ngu? Lúc trước tao là người ngu nhất nhà, giờ mày vô mày giành cái chức ngu nhất nhà của tao rồi đó. Mày kể đầu đuôi câu chuyện đi chứ tao có biết cà rết mày là đứa nào đâu, tao coi coi thôi. Coi clip tao bấm vô tao bấm vô mà tao không thèm like luôn rồi biết cỡ nào rồi đó. Má còn bạn khốn nạn ghê trời. Oh my god. Thật ra là mày coi mấy clip này cũng mày cũng thấy nó thở thính tao này kia cái kiểu nó bảo vệ tao rồi đó. Tao nghe chứ tao không có thấy. Kiếm đồng dao quá. Con này, mày coi clip tao mày không biết mày. Tao nghe thôi, tao không có coi. Thì đó thì như mày đã nghe đó. Mày thấy nó thả thính tao này không, kia đó. Tao vừa coi vừa nghe. Bây giờ mày có nghe tao kể không? Nhưng mà tao vừa coi vừa nghe mà. Thì mày vừa coi vừa nghe thì mày cũng đã vừa coi vừa nghe đó. Được chưa bà nội? Tao là bạn mày mà, tao có phải bà nội mày đâu. Con mày á, nói cái gì mà cũng cãi được hết trơn. Mày đậu tao ngồi đi. Ngồi xuống. Bây giờ nghiêm túc là không nhây nữa. Kể đầu đuôi câu chuyện đi. Thì khúc đầu á. Mày kể nhanh lên đi, tao kêu mày kể rồi mày không kể gì hết trơn. Mày kể nguyên câu chuyện là mày kể từ đầu tới cuối luôn á. Chứ mày rồi, rồi, kể rồi. Mày đợi tao kêu rồi mày mới kể nữa, mày hiểu chưa? Là khúc đầu tao chơi tem bố với bạn tao. Lúc mà nó, lúc là tao chưa có quen biết nó này kia đó. Rồi thấy nó cũng dễ thương, ừ nó cũng bảo vệ tao, cũng tỏ tình tao này kia các kiểu làm tao siêu lòng. Rồi đến lúc mà tao đã động lòng rồi đó thì bắt đầu cái là nó hết lòng với mày. Bắt đầu tao mới tỏ tình nó, tao nói là em ơi đừng yêu chị nha. Cái nó nói là nó thương người khác rồi. Rồi tao mới ta cảm thấy tao ủa sao vô lý quá vậy, tại sao tao thích mình làm gì trong khi đó nó đã thương người khác rồi. Rồi nó mới trả lời một câu rất là ngây thơ, rất là cũng khá là thuyết phục. Nó nói là tao bởi vì tao buồn nên là nó chỉ thả thính tao cho vui thôi chứ không có ý gì hết. Bà nội nó hiểu kiểu gì. Rồi mày hỏi nó đi. Ủa mày thả thính vậy mày vui chứ tao có vui đâu. Mày thả thính người ta làm tao làm chi rồi mày từ chối tao. Không có đứa nào mắc dạy tao mà biết đứa này nó tao quýnh chết. Nè he mày bắn tại người ta thất tình rồi còn bắn người ta nữa. Tao không hiểu mày là cái con người vậy luôn á. Mày cũng y chang như cái thằng mà tỏ tình nó xong rồi mày cũng như là cái đứa mà thả thính nó xong rồi cái phụ bạc tình cảm của nó vậy đó. Mày mới có thương nó thôi mà. Mày thấy bay chưa quen nhau mà. Nên là danh sách người cũ mày vẫn chưa có cái mặt nó đâu. Đúng không? Nên là mày cũng chưa trao những thứ mà gọi là mày chưa có quá nhiều tình cảm lắm. Nên là không sao. Yêu mình để lụy là dở rồi. Ừ mà tao cũng vừa lụy xong. Hey. Yêu á. Yêu ít thôi. Mày yêu nhiều quá. Kiểu như là người ta cảm thấy là mày yêu người ta nhiều quá á. Người ta cảm thấy người ta quan trọng với mày á. Hay là người ta không có trân trọng tình cảm với mày. Vỗ tay. Đậu xanh. Không sao đâu, mày bắn nó đi, nó yếu rồi. Ê, mày bắn gì vậy? Thôi, bởi vì những đứa hấp tình nó bắn có khác. Mày thương nó quá trời rồi. Sao để dứt nó đây? Mày nghĩ sao vậy? Người ta có thương mày đâu, mày thương người ta làm gì? Trời trời, mày có bao nhiêu người thích mày, mày không thích. Nói chung mày, tao cũng đã từng như mày rồi. Nhưng rồi tao cũng quên được người ta đó. Đơn giản là mình hãy yêu bản thân mình nhiều hơn. Biết đâu là tại vì mày
mày không bằng con kia, bằng kiểu mày không xinh bằng, hay mày không giọng hay bằng, hay là mày không nhiều tiền, con nhà giàu, bố một phố gì đó, nên là nó mới không thích mày. Mày đã lên đây để làm, để muốn kiếm tiền cho ba mẹ mày, muốn ba mẹ mày hãnh diện về mày. Nhưng mà tại sao bây giờ mày đang vì một thằng con trai mà mày lại lụy, mày đi nhậu, rồi mày không làm clip, rồi mày không live stream, rồi tiền đâu? Mày phải nghĩ cho ba mẹ mày chứ. Nói chung á là bây giờ mày 17 tuổi à, nên là mày còn nhiều, nhiều người thích mày lắm, nhiều người thương mày, tại vì người ta không dám nói ra thôi. Chứ ai biết được xung quanh mày có rất rất là nhiều người, tại vì mày chưa đến lúc gặp được một người yêu mày thật lòng thôi. Nên là bây giờ đi về đi, tao chờ cửa cho mày. Rồi có gì tao sẽ làm nếp phụ mày. Tao cần làm với thằng con trai đâu, mày làm với tao. Rồi có gì mai mốt tao giới thiệu bạn bè cho mày chơi chung, rồi làm. Tao nhất thiết phải làm với thằng đấy. Mày làm mày đẩy nó lên, xong rồi cuối cùng nó cũng bỏ mày à. Thôi, đi về đi. Ừ, tao chuẩn bị về đây. Về nhà đi con. Cảm ơn mày. Đi về đi, cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Mày đi về lại em, tao cái đi.